Hello xin chào cả nhà mình là tuyên bán đây hôm nay mình sẽ làm một cái video để chia sẻ cho mọi người một bộ action siêu nhanh để tốt mọi thể loại ảnh đó, từ ảnh tin ảnh fashion ảnh uh, beauty đó tất cả mọi thứ đều có thể xử lý được hết đó và cái, cách uh, làm thì nó cũng rất là đơn giản thôi và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bài nhé đầu tiên thì uh, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách add action vào trong uh, đó, Photoshop đó, còn cái phần thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo luôn đó và hướng dẫn các bạn sử dụng nhá khi mà các bạn tải về á thì nó sẽ có một cái file nó sẽ báo ra một cái file như này tm thì tốt đây nè đó cái đuôi của nó là ant đây các bạn nhá các bạn hãy vào ở cái vùng mô tả bên dưới video đấy các bạn tải nhá đó thì các bạn muốn add được cái action này thì đơn giản thôi các bạn bấm sẵn đó, bấm sẵn cho mình cái Photoshop lên các bạn để cái bảng layer như này này. Đó các bạn có thể bật sẵn cái Action lên này. Đó các bạn chọn vào Windows này, chọn vào Action đây. Thì các bạn kéo sang bên đây, đây. thì nó sẽ hiện cái bảng Action như này á. Thì các bạn sẽ chỉ việc nó cầm nắm cái Action này này. Đó các bạn đưa vào trong Photoshop, vứt vào đây là được này. Đó trên cái tay chỉ chuột của mình nó đang hiện cái dấu cộng này. Các bạn thả xuống đây là được này. Đó thì tất cả cái Action của mình á, uh, gồm có đó gồm có những cái thông số từ TM TM6 này, TM9, TM12, 15, 18, 21, 24, 27 tất cả mọi cái thông số này nó đều chia hết cho ba mọi người nhá. Đó và cái cách làm nó cũng sẽ tương tự như thế. Đây là mình sẽ bật vào cái chỗ bút tuần đây đấy để cho các bạn xem là cái chế độ sử dụng này. Đó thì nó sẽ hiện ra những cái màu như này này. Đó, đây là cái màu nền là mình chọn là cái màu violet. Đó các bạn có thể chọn màu khác tùy ý thôi. Đó bây giờ mình sẽ xóa đi và mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nhá bây giờ mình sẽ xóa đi để hướng dẫn mọi người làm lại nhá ok mình vào button more này đó mình muốn xóa thì mình kéo xuống đây đó tên một tốt này mình sẽ đó, kéo xuống cái ô cửa sổ mình xóa đi này và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhá đầu tiên mình sẽ lấy cái ảnh này làm mẫu luôn nhá thứ nhất ấy, mình sẽ lấy một cái thông số là các bạn sẽ chọn vào cho mình ở đây nhá có một cái ổ new này cái này gọi là cái new set mình tạo một cái tên folder thư mục ở đây nhá thì ở đây mình ghi là tm thì tốt này đó tiếp theo nữa thì mình sẽ tạo một cái action nó tạo những cái action thông số ở trong cái thư mục này nhá ví dụ ở đây là mình ghi mình sử dụng là tm 27 chẳng hạn này đó tm 27 và mình chọn màu đây này mình chọn màu màu khác đi màu organ đi chẳng hạn đi sau đó mình ấn bắt đầu quay này bắt đầu ghi này ấn vào đây thì các bạn sẽ bắt đầu quay sang cái bảng layer này các bạn nhấn lớp lên này và cái thông số ở đây là mình sẽ để theo cái À, những cái số mà nó chia hết cho 3. Đó, mình lấy cái thông số ở trong bảng biểu chương ở trong cái bảng 3 ấy mọi người nhá. Đó, thì mình sẽ lấy là cái hai pass là 27 này. Đó, 27 ở đây. Thì á cái phần blur ở đây nó sẽ là blur ở đây nó là 27 chia 3 là 9 nhá mọi người nhá. Đó, ở đây sẽ là 9 này. Đó thì sau đó mình sẽ ấn Ctrl Y ngắn này, đã lớp này. Đó và mình sẽ để về chế độ hòa trộn là learning line này. Đó, lên inline và mình sẽ để một cái mặt nạ lớp như này. Đó và mình uh, sẽ để uh, chôn y ngắn này, mình sẽ để bôi đen như này. Đó thế là xong. Thế là mình đã xử lý xong cái action đầu tiên nhá. Và mình sẽ ấn uh, mình sẽ quay vào cái bảng action, mình sẽ ấn vào cái chỗ stop này. Đó và bây giờ mình sẽ xem lại nhá. Đó mình vào lại cái ảnh ban đầu của mình mình chưa có làm action nhá. Và bây giờ mình vào action đây mình chạy này. Mình ấn vào TM27 này. Sau đó mình ấn vào đây để play để xem thử nhá. Đó, play này. Nó chạy này. Đó và bây giờ nó ra hiện ra một cái bảng như này này và hoàn toàn sử dụng được rồi này. Mình dùng hết để mình bôi này. Cái này thì mình sẽ không có giảm sai. Đó và mình sẽ để đúng cái nó cái chất lượng to luôn để cho các bạn xem nhá. Bởi vì mình không giảm sai nên là mình sẽ phải, phải chạy với cái số nó khá là mạnh, khá là lớn mọi người nhá. Đây mình chạy 27 luôn cơ. Đó, đây mình sẽ để năm này để mình bôi nhẹ này. Đó. Thì ra nó sẽ rất là căng và rất là đẹp mọi người nhá. Đó. Cái cách dùng của mình ấy là khi mà mình chạy ví dụ như khi mình trước khi mình chạy bôi cái da này chẳng hạn nhá. Thì mình sẽ dùng Ultimate Retort trước này để mình tự động nhặt mụn, tự động đánh khối đi, cho nó nhanh nhá Đây, Ultimate Retort này mình tự động nhặt mụn này Đó Ok, sau khi tự động nhặt mụn xong này, ra rất là đẹp rồi, rất là sạch rồi Thì mình mới chạy Action này, đó, Action ở đây mình vừa tạo xong đây Đó, để về chế độ sử dụng cho các bạn xem nhá Đây, TM27 này, hình màu Organ đây, ấn vào đây Đó các bạn có thể tự tạo một cái phím tắt nhé. đó nhưng mà giả sử mà các bạn hết phím tắt rồi ấy, thì các bạn có thể à, bật cái bảng này lên xài như này cũng được, nó cũng tương đối dễ thôi, nó cũng không có bị, à, bị 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 khó khăn lắm. thì chúng ta sử dụng như này nó cũng khá là tối ưu rồi. đó đây sử dụng như này mình bôi này, đó để khoảng 30 bôi này, đó và đặc biệt là mình sẽ hướng dẫn các bạn và mình sẽ chia sẻ với các bạn à, đó để cho các bạn anh em mọi người có thể sử dụng cái mịn này không các bạn làm được rất là nhiều loại da mọi người nhé đó bộ mịn này ngày trước thì mình có đó mình có chia sẻ ở trong một cái nhóm kín đó ở trong một cái nhóm kín mà có phí nhưng mà hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm cái hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cho mọi người làm luôn để mọi người có được một cái cách uh, phương pháp làm cho nó nhanh nhất có thể đó và các bạn uh, thấy hay thấy ok thì các bạn nhớ like và nhớ chia sẻ cho mình với nhá đó để mình có thêm động lực làm những cái video nó hấp dẫn hơn và nó có giá trị hơn cho mọi người đó đây rất là đẹp tương tự với những cái bức ảnh khác ở cái ảnh tầm trung dạng như này chẳng hạn nhá đó đối với cái tấm ảnh này thì mình sẽ để tầm cỡ khoảng 2, 24 chẳng hạn nhé mọi người nhé Các bạn nhớ theo cái bảng của chương ấy Đó, bảng của chương là 3, 39 là 27 đúng không? 38, 24 này Thì tiếp tục ở bảng action này này Mình sẽ chọn tiếp này Mình sẽ để về chế độ chỉnh sửa này đó các bạn chọn vào đây Thì cái da của mình mà chi tiết nó càng lớn Thì các bạn phải để cái thông số nó càng lớn nhé Ở đây mình ghi là TM này Đó TM24 này Thì ở đây á, mình sẽ chọn đây Mình chọn một cái màu cam đây Các bạn muốn tạo sẵn cái phim tắt đây Thì các bạn vào trong cái chỗ noi này Đó các bạn có thể chọn cái phím tắt Nếu như mà các bạn máy các bạn mà còn thừa á, Thì các bạn có thể chọn nhé Còn của mình thì nó đầy hết rồi Đó Ví dụ như F4 này chẳng hạn này nó ở trên ship Control con mà nó không có hiện cái gì á đó nó không có hiện cái gì thì có nghĩa là mình vẫn sử dụng mình không cần phải sử dụng tổ hợp phím nhá thì mình chỉ cần ấn F4 là được đó ok và bây giờ mình sẽ ấn uh, ghi cho các bạn xem nhá đó mình bắt đầu ghi này ở trên này thì mình sẽ bắt đầu nhân lớp liên tiếp này mình vào uh, order này hai pass ở đây mình sẽ để là 24 này đó và ok này tiếp tục mình vào blur này Gaussian blur này về đây là mình sẽ để 8 này 3824 đúng không đó và mình sẽ control in ngắn này và mình để về chế độ là learning line này sau đó mình để màn ả layer mask màu đen lên mình giữ alternate này xong mình ấn vào màn ả này đó thế thì mình đã xử lý xong mình đã làm xong cái action này xong này thì mình sẽ vào đây đó mình sẽ ấn setup đi thì uh, nó đã xử lý xong nhá bây giờ mình sẽ ấn vào layer này mình tắt cái này đi và mình ấn theo okay, cái phím tắt là f4 thêm nhá f4 này đó nó tự động nó chạy này đấy và bây giờ mình sẽ bôi thôi mình dùng bột hớt bôi thôi mình sẽ để khoảng 50 phần trăm này các bạn nhớ là mình uh, À, 70 phần trăm các bạn nhớ là mình uh, chạy cái tốt để mình tự động nhặt mụn đánh khối đi nhá à, tự động nhặt mụn đi nhá để cho nó những cái da nó những cái hạt mụn này nó đi hết thì mình bôi nhanh mình nhìn nó sẽ đẹp hơn đó rất là đơn giản này đó rất là dễ sử dụng thôi đó ok đối với một cái da tầm trung nhá đối với cái da tầm trung đây thì mình sẽ làm một cái ví dụ như cái da này đây cái da này khá là bé đi đó thì mình sẽ lấy một cái thông số bé nhất nhá Ví dụ như đây là mình sẽ lấy một cái uh, mình sẽ làm một cái thông số là 3 là 6 nhá. Là 6 đi. Đó thì ở đây mình sẽ ghi là tm này, 6 này. Đó và ở đây là mình sẽ để cái màu organ này. Đó, thì code này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhân lớp lên này. Mình uh, để về order này để hai part này. Thế mình để 6 này. 6 chia 3 là 2 đúng không? Đó thì tiếp tục vào đây Blur này Gaussian Blur này hai này Ok sau đó mình Ctrl in ngắn này Đó và mình để về chế độ Learning Line này Đó Và bây giờ mình sẽ để mặt nạ Layer Mask đây Đó mình sẽ để giữ Alternate và cùng mặt nạ Layer Mask đây nhá Rồi Và bây giờ mình sẽ Xử lý xong cái Action này rồi nhá Thì mình sẽ Stop này Tương tự với tất cả những cái thông số kia thì các bạn cũng để như thế nhá đó các bạn làm từ cái 6 lên này 6, 9, 12, 15, 18 đó, 2, 21, 24, 27 Đó Đây Thì mình sẽ trước khi mình dùng cái bôi này nhá Mình sẽ tắt đi này Và mình trước khi mình dùng cái bôi Mình sẽ nó khoanh vào cái da mặt này Mình chọn thì tốt for Mình tự động nhận mụn đánh khối đi hết này Rồi Đó thì sau khi mình xử lý xong ấy, thì các bạn để ý là tóc tai các kiểu thì các bạn nhặt hết đi nhá trước khi mình bôi mình chạy thì tóc tai thì các bạn nhặt hết đi đó đây để cho nó nhìn nó bề mặt nó được êm nhá rồi bây giờ mình mới bôi này các bạn vào action này bấm vào chế độ sử dụng này thì đây là tm 6 này ấn vào đây đó và mình sẽ dùng brush để bôi này ở đây mình sẽ để khoảng 70 phần trăm mình bôi nhá đó bôi này đó ra tầm trung rất là đẹp mọi người nhá kể cả ảnh cưới cũng như thế thôi sử dụng cũng rất là tuyệt vời luôn đó đây nó sẽ rất là êm mà nó rất là đẹp đó nhìn rất là tự nhiên luôn á Đối với những cái dạng da kiểu da như thế này khi các bạn bôi xong ấy, bởi vì cái này nó cũng hơi bị bị ao thì các bạn bôi xong các bạn cùng thêm cái sáp lên nhá thì da mặt nó sẽ rất là căng và rất là đẹp. Đó, đây. Bôi cho các bạn xem này đó tức là cái cách khi mà các bạn làm ra nó rất là đơn giản mọi người nhé mọi người đừng nghĩ làm ra nó cầu kỳ quá đây bôi một cái trên xuống đường này rất là nhiều người người ta làm ra người ta cầu kỳ nhưng mà thực ra thì cái đấy chỉ là làm để màu mè thôi chứ thực sự đối với bọn mình khi mà làm ra thực chiến ấy, thì nó đơn giản lắm đó cái vấn đề ở đây là mình làm mình phục vụ khách hàng phân khúc khách hàng và cái lựa chọn khách hàng khi các bạn làm thôi hoặc là các bạn làm để chơi các bạn tìm hiểu thì các bạn có thể nghiên cứu sâu còn đối đối với bọn mình thì mình bọn mình làm thương mại thì bọn mình chỉ cần một cái uh, lệnh một cái gọi là một cái công cụ để làm ok thôi đó ở đây mình sẽ để khoảng 80 phần trăm thôi này đó sau đó mình sẽ nhấn lớp lên và mình cũng uh, sắp bình lên nhá đó đây mình sẽ để khoảng 80 chẳng hạn này Đấy, ở đây là mình không có thể giảm sai mọi người nha đây cái da này đó mình chưa có chỉnh chi tiết nhá mình chỉ nói về tổng thể cái bề mặt thôi đó mình về history cho các bạn xem nhá đây trước này và sau này đó nói chung là làm một cái ra thì nó nhanh ghê luôn á đó không có chậm đâu mọi người nhá đấy, đấy là toàn bộ cái cách hướng dẫn các bạn sử dụng và các bạn tự tạo luôn nhá đó còn các bạn sử dụng trọn bộ thì các bạn vào ở dưới cái phần mô tả ấy. đó các bạn tải về để đưa vào sử dụng luôn cũng được còn anh em nào mà muốn tự tạo ấy, thì các bạn hãy làm theo cái video cái những cái hướng dẫn mà mình vừa chia sẻ nhá đó là toàn bộ cái nội dung của cái của cái buổi cái video này à, các bạn thấy hay hoặc là các bạn có thêm những cái cách làm nào nó nhanh hơn nó ok hơn thì các bạn hãy comment ở bên dưới để mình tổng hợp lại đó hoặc là có câu hỏi thắc mắc nào ấy thì hãy comment bên dưới để mình tổng hợp lại mình làm video cho mọi người nhá ok cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream của mình à, xin chào mọi người nhá chúc mừng mọi người đã theo dõi hết video cùng tuyên bán design để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc xem video ở bên tay trái bên tay phải màn hình Tuyên Mán xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.